Xin cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều trong thời gian qua đã luôn theo dõi và ủng hộ kênh Giái Hơi hàng ngày của chúng tôi. Nếu như những thông tin trong video này là bổ ích đối với quý vị và các bạn thì hãy cho mình xin một like ở video này. Và đừng quên ấn đăng ký kênh để tiếp tục theo dõi cập nhật Giái Hơi hàng ngày. Xin cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Xin kính chào quý vị và các bạn đến với bản tin Giá Heo Hơi sáng ngày thứ ba, ngày 27 tháng 2 năm 2024. Quý vị và các bạn thân mến, Trái hẳn với xu hướng ảm đạm ở các tỉnh thuộc thị trường miền Bắc, trong ngày hôm nay, thị trường miền Nam tiếp tục có xu hướng tăng. Có những địa phương tăng từ 1 cho đến 2.000 đồng trên 1 kg. Và mức giá từ 54 cho đến 57.000 đồng trên 1 kg xuất hiện nhiều ở các tỉnh thuộc khu vực phía Nam trong ngày hôm nay. Phải kể đến một số địa phương như khu vực Tiền Giang trong ngày hôm nay cũng đã chạm mốc 57.000 đồng trên 1 kg. Cần Thơ 57.000 đồng, khu vực Hậu Giang và Sóc Trăng cũng có mức giá 56 cho đến 57.000 đồng trên 1 kg. Bến Tre trong ngày hôm nay cũng dao động trong khung giá từ 56 cho đến 57.000 đồng và nhiều địa phương khác nữa, thậm chí các tỉnh ở khu vực miền Đông Nam Bộ như Bà Rịa Vũng Tàu hay là đối với tỉnh Đồng Nai còn có mức giá lên đến 58.000 đồng trên 1 kg, cao hơn hẳn so với các tỉnh ở khu vực phía Bắc bởi trong ngày hôm nay đối với các tỉnh ở khu vực miền Bắc, khung giá từ 52 cho đến 57.000 đồng phổ biến. Tuy nhiên, mức giá 57.000 đồng chỉ xuất hiện đối với những đàn heo đẹp và các tỉnh ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ. Các công ty chăn nuôi ở khu vực miền Bắc không tăng giá, cũng không giảm giá trong ngày hôm nay. Giá niêm yết của các công ty chăn nuôi lớn vẫn cao hơn so với giá heo hơi ở trong dân. Phải kể đến một số địa phương ở khu vực miền Bắc có mức giá khá ổn định như khu vực Nam Định, Hưng Yên, Hải Dương hay đối với khu vực Thái Bình. Mức giá từ 55 cho đến 56.000 đồng phổ biến ở khu vực này. Ngày hôm qua, sức tiêu thụ ở các chợ đầu mối lớn thuộc khu vực phía Bắc khá tốt, nhưng nguồn heo dồi dào khiến cho giá hơi không có xu hướng tăng được. Các tỉnh ở khu vực Trung Du như Phú Thọ, Bắc Giang hay khu vực Thái Nguyên có mức giá giao động từ 53 cho đến 56.000 đồng trên 1 kg nhiều địa phương ở khu vực vùng cao có mức giá 54 cho đến 57.000 đồng như khu vực Sơn La, Điện Biên hay khu vực Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang ở khu vực phía Đông Bắc. Thị trường miền Trung và Tây Nguyên trong ngày hôm nay không có sự biến động về giá. Một số địa phương báo giá khu vực Thanh Hóa trong ngày hôm nay phổ biến từ 52 cho đến 56.000 đồng trên 1 kg tùy thuộc vào chất lượng của heo. Nghệ An, Hà Tĩnh không có sự biến động, khung giá 53 cho đến 000 đồng phổ biến nhiều hơn khu Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế trong ngày hôm nay có mức giá từ 52 cho đến 55.000 đồng. Các địa phương ở khu miền Nam Trung Bộ cũng khung giá từ 53 cho đến 56.000 đồng, rải rác ở các địa phương như Quảng Nam, Quảng Ngãi, Khánh Hòa, Bình Định hay khu Phú Yên. Tây Nguyên cũng không có sự thay đổi, Lâm Đồng vẫn là địa phương có mức giá nhỉnh hơn. Khi trong ngày hôm nay, báo giá dao động từ 53 cho đến 55.000 đồng trên 1 kg. Các địa phương khác như Gia Lai 52 cho đến 54.000 đồng, Con Tum phổ biến mức giá 54.000 đồng trên 1 kg, hay đối với cuộc đắc nông có mức giá từ 52 cho đến 55.000 đồng. Và chi tiết hơn theo ghi nhận, giá heo hơi được cập nhật mới nhất trong ngày hôm nay ở tất cả các địa phương trên phạm vi cả nước như sau. Trước hết đó là đối với các tỉnh ở khu vực phía Bắc trong ngày hôm nay, giá heo khá ổn định. Thủ đô Hà Nội phổ biến khung giá từ 54 cho đến 56.000 đồng trên 1 kg. Hưng Yên có mức giá 54 cho đến 57.000 đồng. Những đàn heo đẹp một số chăn nuôi báo giá ở khu tiền lữ của tỉnh Hưng Yên có mức giá 56.000 đồng trên 1 kg. Thái Bình phổ biến mức giá 53 cho đến 57.000 đồng. Trên địa bàn Hải Dương trong ngày hôm nay cũng báo giá từ 53 cho đến 57.000 đồng trên 1 kg. Nếu trước kia tỉnh Thái Bình và Hải Dương luôn duy trì mức giá cao thì hầu như mức giá 58.000 đồng không còn xuất hiện ở khu vực này nữa. Quảng Ninh phổ biến mức giá từ 54 cho đến 58.000 đồng. Hải Phòng trong ngày hôm nay có mức bình quân 54 cho đến 56.000 đồng trên 1 kg. Hà Nam 53 cho đến 55.000 đồng. Khu vực Thanh Liêm trong ngày hôm nay báo giá 54.000 đồng trên 1 kg. Nam Định bình quân từ 53 cho đến 56.000 đồng. Khu vực Ý Yên trong ngày hôm nay, nhiều hộ chăn nuôi báo giá 54 cho đến 55.000 đồng trên 1 kg. Bên cạnh đó, trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, phổ biến mức giá từ 53 cho đến 56.000 đồng. Vĩnh Phúc trong ngày hôm nay có mức giá 53 cho đến 56.000 đồng trên 1 kg, Vĩnh Tường 54.000 đồng, Tam Đảo 55.000 đồng trên 1 kg. Tỉnh Phú Thọ, tỉnh láng giềng của Vĩnh Phúc trong ngày hôm nay cũng phổ biến khung giá từ 53 cho đến 55.000 đồng. Thuộc Thanh Sơn, Thanh Thủy của tỉnh Phú Thọ, những đàn heo đẹp bán mức giá 54 cho đến 55.000 đồng trên 1 kg. Thái Nguyên dao động từ 54 cho đến 56.000 đồng trên 1 kg. Bắc Giang trong ngày hôm nay, địa phương này cũng có mức giá 54 cho đến 56.000 đồng. Tuyền Quang phối mức giá từ 52 cho đến 55.000 đồng trên 1 kg. Cao Bằng 53 cho đến 55.000 đồng. Lạng Sơn phối mức giá 53 cho đến 55.000 đồng trên 1 kg. Ở khu Chi Lăng của Lạng Sơn, một số hộ chăn nuôi báo giá 54.000 đồng. Bên cạnh đó, tỉnh Lào Cai có mức giá 53 cho đến 55.000 đồng, Yên Bái phổi mức giá 52 cho đến 55.000 đồng trên 1 kg. Sơn La trong ngày hôm nay có mức giá 53 cho đến 56.000 đồng, đặc biệt một số địa phương như cục Sóc Cộp và Sông Mã, nhiều nơi vẫn báo giá 54 cho đến 56.000 đồng, nhìn hơn so với các huyện khác. Lai Châu từ 54 cho đến 57.000 đồng, Điện Biên trong ngày hôm nay cũng có mức giá tương tự, trong khi đó đối với khu Bắc Cạn, phổ biến mức giá từ 53 cho đến 55.000 đồng. Hòa Bình trong ngày hôm nay có mức giá từ 53 cho đến 56.000 đồng trên 1 kg. Các tỉnh ở khu vực miền Trung ghi nhận Thanh Hóa phổ biến mức giá từ 51 cho đến 55.000 đồng, Nghệ An 52 cho đến 55.000 đồng trên 1 kg. Hà Tĩnh trong ngày hôm nay cũng có mức giá tương tự, trong khi đó Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế có mức giá từ 52 cho đến 55.000 đồng. Đà Nẵng 54.000 đồng trong ngày hôm nay. Trong khi đó Quảng Nam và Quảng Ngãi có mức giá 53 cho đến 56.000 đồng. Bình Định 52 cho đến 55.000 đồng trên 1 kg. Khu Phú Yên phối mức giá 53 cho đến 55.000 đồng. Khánh Hòa 55 cho đến 56.000 đồng trên 1 kg. Đối với những đàn heo siêu áp siêu phối mức giá 53.000 đồng. Ninh Thuận và Bình Thuận có mức giá dao động từ 53 cho đến 57.000 đồng. Một số địa phương ở khu Tây Nguyên như Lâm Đồng, Năm Ba cho đến 56.000 đồng. Các địa phương khác như Gia Lai, Con Tum, Đắk Lắc và Đắk Nông có mức giá 52 cho đến 55.000 đồng trên 1 kg. Đối với các tỉnh ở khu vực phía Nam, Kiên Giang trong ngày hôm nay phổ biến mức giá 53 cho đến 55.000 đồng. Khu Cà Mau có mức giá 54 cho đến 55.000 đồng trên 1 kg. Đồng Tháp cũng phổ biến mức giá 54 cho đến 55.000 đồng. Trong khi đó Cần Thơ 54 cho đến 56.000 đồng trên 1 kg An Giang trong ngày hôm nay báo giá cao nhất Đạt 55 cho đến 56.000 đồng Sóc Trăng 53 cho đến 56.000 đồng khu vực Vĩnh Long phối mức giá 54 cho đến 55.000 đồng trên 1 kg Bến Tre dao động mức giá 54 cho đến 57.000 đồng Trà Vinh phối mức giá 55.000 đồng Tiền Giang 56.000 đồng trên 1 kg Long An trong ngày hôm nay cũng duy trì mức giá 55 cho đến 56.000 đồng đối với những đàn heo đẹp. Trong khi đó, các tỉnh ở thị trường miền Đông Nam Bộ như khu Đồng Nai phối mức giá 54 cho đến 57.000 đồng. Thành phố Hồ Chí Minh trong ngày hôm nay cũng dao động trong khung giá như vậy, đặc biệt là các huyện ngoại thành trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Bình Phước 54 cho đến 56.000 đồng. Khu vực Bình Dương trong ngày hôm nay có mức giá 53 cho đến 56.000 đồng. Bà Rịa Vũng Tàu 54 cho đến 58.000 đồng trên 1 kg. Trong khi đó, đối với tỉnh Tây Ninh, phổ biến khung giá từ 53 cho đến 56.000 đồng. Và đó là những thông tin cuối cùng trong bản tin giá heo hơi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo của chúng tôi.